chào các bác, em là Ngọc Anh về miền Tây, Ngọc Anh tranh đồng các bác ạ. Thì từ bao đời nay những cái nét đẹp của truyền thống văn hóa dân tộc hay là những cái dòng tranh mà mang tới những cái nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc thì chúng ta không thể nào mà bỏ qua, đó chính là những cái mặt trống đồng các bác ạ. Đối với những cái mặt trống đồng này, nó tượng trưng cho nét đẹp cũng như là cái truyền thống văn hóa, truyền thống của Đông Sơn, và nó được có từ thời Vương Văn Lang, và đây cũng chính là một trong những cái truyền thống văn hóa luôn luôn được lưu giữ và được xem là nếp sống của dân tộc Việt Nam ta luôn các bác ạ. Thì trong video ngày hôm nay em sẽ mang tới cho các bác, đó chính là một mặt trống đồng được làm tại làng nghề Đông Sơn, và đây chính là một trong những làng nghề làm ra những cái mặt trống đồng đẹp nhất trên thị trường hiện nay các bác nhé. Và đây cũng chính là nguồn gốc ra đời của những cái mặt trống đồng luôn đấy ạ. Các bác sẽ nhìn thấy trong video ngày hôm nay em đang mang tới cho các bác, đó là mặt trống đồng đường kính 80, chất liệu thì được làm bằng đồng đó này, họa tiết thì được thúc nổi và được mạ vàng 999 các bác nhé. Mặt trống này thì với đường kính là 80 cm, đường kính ở đây có nghĩa là cái chiều ngang hoặc là những cái kích thước của cái mặt trống đồng này các bác ạ. Đường kính của mặt trống là 80 cm này. Còn về cái độ dày của mặt trống đồng đường kính 80, nó sẽ có độ dày, tức là cái độ dày của cái mặt trống là 6 ly các bác nhé. Độ dày của mặt trống là 6 ly này. Và nếu mà các bác mà thắc mắc tới cái cân nặng của cái mặt trống này, nó có cái thước nặng, cân nặng như nào, thì cân nặng của cái mặt trống này nó sẽ có cân nặng là 24 kg cho mặt trống đồng đường kính 80 với chất liệu là đồng đó và được mạ vàng 999 như thế này các bác nhá. Và cái mặt trống đồng này thì sẽ có những cái đường nét của cũng như là họa tiết được các nghệ nhân bên em được làm tay thủ công 100% này. Bên cạnh đó thì họa tiết sẽ được thúc làm họa tiết nổi như thế này. Và đây chính là một trong những mặt trống tiêu biểu cho họa tiết nòng lũ các bác ạ. Các bác thể cùng em xem một cách cận cảnh hơn về các cái đường nét họa tiết của mặt trống đồng này ạ. Phần tâm trống đồng và cũng như là điểm nhấn nổi bật nhất của mặt trống đó chính là về phần ngôi sao. Họa tiết ngôi sao này nó không chỉ là một cái hình ảnh bình thường mà nó còn tượng trưng cho ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của thần linh đấng tối cao luôn luôn rọi sáng và cũng như là rọi soi theo cuộc sống của con người các bác ạ. Tiếp theo vòng tròn bên ngoài các bác sẽ nhìn thấy đây chính là cuộc sống sinh hoạt của người Việt cổ từ thời Hùng Vương Văn Lang này. Đây cũng là một trong những nét đẹp của truyền thống văn hóa dân tộc ta. Đó là vòng tròn thứ hai. Và vòng tròn thứ ba và vòng tròn ngoài cùng, đó là vòng tròn thứ tư, đó chính là những đàn hươu, đàn chim đang chạy xung quanh tâm trống. Thì đây chính là một trong những cái ẩn dụ về các cái ý nghĩa của bức tranh vô cùng ý nghĩa. Đó chính là thể hiện cho sự kế thừa, sự tiếp nối những cái truyền thống tốt đẹp của cha anh, luôn luôn được những đàn sau, những thế hệ sau, những thế hệ trẻ luôn luôn dõi theo, luôn luôn được kế thừa và phát huy những cái truyền thống tốt đẹp đó của dân tộc, như là lớp cha anh đi trước. Đó chính là những cái ý nghĩa cũng như là cái giá trị mà khi chúng ta treo trên những cái mặt trống đồng này nó mang lại cho các bác đấy ạ. Ban đầu em có nói thì đây chính là mặt trống đồng với đường kính là 80 cm, với chất liệu là đồng đỏ và được làm tay thủ công hoàn toàn 100%. Chính vì vậy mà nó chính là một trong những cái dòng mặt trống đồng hay là tranh trống đồng thuộc phân khúc cao cấp các bác nhé. Và thêm vào đó tạo thêm cái sự cao cấp cho mặt trống đồng, đó chính là việc mạ vàng 24K toàn bộ mặt trống như thế này, nên càng làm thêm cái giá trị cũng như là phần cao cấp cho bức tranh. Chính vì vậy mà nếu bác nào đang quan tâm tới cái giá thành của cái mặt trống đồng này thì em xin chia sẻ với các bác, đây là mặt trống đồng thuộc phân khúc cao cấp và nó gần như là cao cấp nhất trong tất cả những cái dòng tranh mặt trống, nên là sẽ phù hợp với bác nào yêu thích hàng thủ công, yêu thích những cái giá trị cao cấp cũng như là nét đẹp của truyền thống văn hóa dân tộc, vì nó sẽ là thuộc phân khúc và giá của hàng cao cấp các bác nhé. Và như ban đầu em có nói thì đây sẽ là dòng tranh cao cấp, và bên cạnh đó thì tất cả những cái sản phẩm bên em thì đều có những cái chính sách bảo hành đi kèm cho các bác. Nếu các bác lựa chọn những cái dòng tranh hay là những cái mặt trống đồng này bên em thì đều có những cái chính sách bảo hành đi kèm để có thể đảm bảo đầy đủ nhất những cái lợi ích của các bác được đặt lên vị trí hàng đầu. Khi các bác lựa chọn sử dụng những cái mặt trống đồng bên em thì đều được nhận những cái giấy tờ bảo hành đi kèm như thế này, sẽ có đầy đủ thông tin người nhận của các bác này và cũng như là thông tin sản phẩm các
bác mua hàng, thì khi các bác có những cái vấn đề gì thì có thể liên hệ ngay qua số hotline trên cái phần thông tin bảo hành này, hoặc có thể liên hệ ngay với em qua số hotline Zalo 0339 737 519, em sẽ trực tiếp hỗ trợ cho các bác ạ. Đó là về cái phần bảo hành. Còn cái vấn đề vận chuyển cho những cái mặt chống đồng như này thì bên em có hỗ trợ vận chuyển miễn phí toàn quốc cho các bác nhé. Và khi các bác mua hàng, dù các bác ở miền Tây, miền Nam hay ở đâu trên tổ quốc Việt Nam ta, thì em cũng đều hỗ trợ vận chuyển cho các bác đấy ạ. Và để cho cái việc mà nhận được hàng của các bác được tối ưu nhất, được đẹp nhất và cũng như là an toàn nhất tới tận tay các bác, thì quy trình đóng hàng bên em thì luôn luôn sẽ được bỏ sốc nó này và sẽ được đưa vào khung wallet để có thể là đảm bảo được quá trình vận chuyển trở nên an toàn nhất, cẩn thận nhất và chỉnh chu nhất tới tận tay các bác. Thì khi các bác nhận hàng thì nó hàng sẽ được trọn vẹn nhất tới tận tay các bác đấy ạ. Đó chính là về cái chế độ bảo hành và cũng như là cái quy trình đóng hàng của bên em gửi tận tay đến các bác. Thì tất cả những cái dòng tranh bên em, hay đặc biệt là những cái mặt chống như này, thì bên em có đầy đủ những cái mẫu mã này, từ những phân khúc phổ thông cho tới những cái mẫu mã cao cấp nhất như thế này, thì và cũng sẽ có đầy đủ những cái kích thước đi kèm luôn. Nó sẽ có đầy đủ từ nhỏ tới lớn, phù hợp với cái vị trí không gian mà các bác muốn treo. Nên là các bác có thể là muốn treo vị trí như nào thì có thể liên hệ ngay với em để hỗ trợ nhanh nhất cho các bác. Và thêm vào đó thì nếu các bác yêu thích những cái dòng tranh này thì có thể liên hệ ngay với em để có thể là nhận được những cái sự hỗ trợ nhanh nhất, đó là số hotline Zalo 0339 737 519. Và nếu các bác thấy dòng tranh này đẹp và ý nghĩa phù hợp với nhà mình thì có thể dành tặng cho em một like, một share và đăng ký kênh tranh Ngọc Anh Tranh Đồng để có thêm nhiều động lực hơn để ra thêm nhiều những cái sản phẩm mới đẹp như này cho các bác ạ. Bây giờ thì em xin phép được chào các bác trong những video tiếp theo của em.